Xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của shop Hoa Lan. Hôm nay thì có còn một ít cái hồ điệp màu vàng chanh hàng thuần chậu, ghép trong chậu được khoảng 8 đến 9 tháng cây của chú anh chị thôi, bao khỏe luôn. Về nhà mình không cần phải làm gì hết, chỉ việc treo lên chơi thôi. Một chậu như vậy con ghép 5 cây rất là đẹp luôn, không lỗi lầm gì, đang nụ luôn. Đây, cô chú anh chị có thể thấy con còn không có nhiều. Cái này thì nó lẫn một màu vô này. Giá con bán là 350.000 một chậu 5 cây như thế này. Cô chú anh chị mua 2 chậu thì con bao ship nha. Cái này tại vì hàng nặng. Cô chú anh chị thấy không? Trồng lâu mà rễ nó bám xuống dưới đáy luôn rồi. Đó. Cô chú anh chị nào cần thì alo con gửi hàng nhé. Đây,